Anh em muốn tự vận may kiếm tiền online uy tín không sợ lừa đảo, đến ngay clmmvip.me, hệ thống chơi chánh lẻ Momo dịch tự động 24/7. Cách thức tham gia vô cùng đơn giản, đường link mình để dưới phần mô tả. Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, từ đường phố, từ Bà Rạ mọi người nha. Xin anh em game poker đã chính với mình đây, từ Bà Rạ bạn. Ok, quay trở lại video ngày nay tiếp tục hành trình ở server 1030 anh em. Ok thì như nó đoán đã được ở video chưa anh em biết rồi. Giờ thì chúng ta tôi vừa làm xong nhiệm vụ tổ đội lên server cũng như một thú linh tinh các kiểu rồi anh em. Giờ chúng ta sẽ vào quyển sự kiện anh em nhé. Đặc biệt là quyển cốc bia vàng. May có sự giúp đỡ của em Khang các bạn. Em Khang lại giúp tôi pha này cứu vã được anh em. May quá. Ok đây nữa các bạn. Ok đây. Đó, giờ chúng ta là cán mốc 3 ca lam đây rồi anh em. Đó, cán mốc 3 là ca lam kim cương. Rồi có gì không? Chọn quà B bây giờ nạp đến tận 15k anh em càng đấy nhỉ. Ok, công viên có xác này. Nghe bảo mốc này là pool là được tầm 23k, 22k là ngon rồi anh em. Nên là giờ tôi sẽ cố gắng thôi anh em. Mong rằng sẽ không bị tạo mới quá nhiều. 20k. 16k. 19. Thôi kìa, kìa, thôi. Quá nó nhìn bên này 20k là mua luôn anh em. 18k. Giờ tạm bới mất 500 kim cương nữa. Bạn ơi đi. Ôi. Rồi 21k anh em. Lượm luôn ạ. Trời ơi lỗ vốn các bạn. Lỗ mất 5k luôn ạ. Chán thế. Cái này tiêu âm luôn rồi ạ. Tiêu âm quá mất 10k rồi anh em. Thôi tiêu thành 14k kim cương các bạn. Phí mất 4k. 4k một đủ đúng thứ các bạn. Ủa thế nhảy bên này mốc 20k ăn luôn. Cứ tham là vậy anh em. Buồn thật sự anh em. Rồi, cả chúng ta bắt đầu mở dương các bạn. Thêm được 2 cánh mì thôi ạ. Trời ơi. Thề đánh nhiều mà mở dương này các bạn chán không? Đúng 2 cánh mì các bạn. Ôi trời ơi. Mở một đống được 2 cánh mì anh em. Chán không còn gì nói các bạn. Thân mật này mở ra. Có cục kim cương nào không? Không có anh em, hôm nay không có cục kim cương nào. 9 cánh mì. Ok, tiếp theo nào. Tôi đang định để 2k đi vận chuyển mà nhé. Cảm giác không muốn vận chuyển nữa rồi các bạn. Như này là cảm giác không muốn vận chuyển nữa rồi anh em. Chán không muốn vận chuyển nữa luôn. Còn gì buồn hơn? Ok, xem nào. Ô đường này 11, 12. Ok mở ra cho nó vui các bạn. Nó tích đã làm sao mà lên tiếp. Ôi phát 1. Rồi hôm nay bên này được bao nhiêu điểm nào? 50 điểm thôi à. HP. Nổ cam phát nào. Ok kìa. Nổ cam phát đi anh em. Nổ cam phát nào. 99 ạ. Nhìn nó có chán không anh em, lưng này 699 á. Trời ơi. Bây giờ lại không tiêu kim cương được các bạn. Cay thế nhờ. Kim cương này chỉ để đấy thôi anh em, chứ giờ tiêu thì không đành các bạn. Rồi cũng lên được rồi. Lên thì chắc chắn lên được rồi anh em. Bây giờ tiêu kim cương thì không đành anh em. Rồi chuẩn bị lên level 62 này. Ok để xem nào. À từ từ thành tiệu. Cái gì đây? Skin phó à, ok. Về vui coi anh em. Qua kỳ lăng. Hơn 4k rồi này. Thằng speed phát. Đó, tầm này thì ép speed anh em. 700k. Lên. Ok, đấy, từ giờ đến tối em vẫn còn lên được chiến nữa anh em. Xem nào, ốc top 1 lên 8. Ôi. Thề chạy như kiểu máy các bạn. Nó lốc cái gì mà ghê thế nhờ. Nhìn sợ thật sự anh em. Mình mới đến 700 giờ lên được 800 rồi ạ. Căng thế. Ngay giờ tôi cày đá anh em. Có gió tôi quay anh em coi nhá. Ok cày đá. Ok tiếp tục video anh em. Chả biết nào nhưng mà tự nhiên nãy tôi ghép ra được một món này anh em. Một món đây. Quả dày này từ cho anh em. À đây đây cho anh em xem chỉ số đá. Các bạn nhìn thấy không. Cái dòng cuối cùng của nó là 10% speed anh em. Chúng ta sẽ có một quả dày đó là
dòng 3 dòng phần trăm anh em nhá. Ok, ghép luôn. Giá bên ra được món gì ra món tôi cao thì tuyệt vời luôn anh em. Đây nào. Thiếu vàng à. Chu cha, toàn đấy. Chờ luôn các bạn. Chờ luôn. Wow. Hàng sắn anh em. Cho anh em xem luôn. Đấy. Túi trụ thần, khóa dòng này lại anh em. Ok, vậy là chúng ta đã có một cái giày trụ thần 3 dòng phần trăm rồi anh em. Ok, sao nó chưa ra ta? Cái dòng thang nó chưa ra các bạn. Rồi để mai tiêu kim cương của tại anh em. Đó là chúng ta có một giày 3 dòng phần trăm nha, ngon cơ. Để sắn kéo lên thì chơi anh em. Đó, một dòng 3, một giày 3 dòng phần trăm sắn này. Ghép dần. Ok. Rồi lại đeo tháp PK anh em. Nói chung là cứ lăng quăng đây lại tiêu mất một ít kim cương rồi các bạn. Chán quá, cứ tiêu này hào quá anh em. Hôm nay tiêu hết 16k rồi đó. Khiến tôi cảm thấy chán bản thân mình quá anh em. Bù lại thì được cái chỉ số của Luza đã lên anh em nhá. Đó, 5k, hơn 5k speed rồi các bạn. Nhưng này thì cũng tiêu để nâng cấp thôi. Ốp mà, chấp nhận anh em. Mai bung đĩa skin rồi tính tiếp anh em. Mai để mai bung đĩa đi. Mai bung đĩa rồi chúng ta bắt đầu mình tính toán được anh em. Chúng này hàng tiêu nắng phí quá. Thật sự luôn anh em, nắng phí quá trời luôn ạ. Đây, quay. Là ra trận 7k speed các bạn. Thứ nào chịu cho lỗi. 7k speed anh em, thứ nào chịu cho lỗi. Tôi thì đam mê speed các bạn ạ. Nên cứ đẩy speed trước, crit 10 sau cũng được, chả sao cả. Vì nói cho đúng hay sai thì crit vẫn dễ nuôi hơn là speed anh em. Này, giờ mai mua đồ home đấy anh em. Chưa gì đã gặp bác 247 đây rồi. À, hôm nay mua lệnh chiến à? Lệnh chiến thì là cái huy hiệu nào? Huy hiệu để hình ảnh nhờ. Nhìn đẹp đấy nhờ. Chú, xem nào. Xem chỉ số, qua chỉ số anh em. Mua ra có 4k thôi à? Chiến luôn anh em, coi như hôm nay không may thua thôi. Còn không thì coi như win. Coi như tôi hôm quay video này tôi chưa test cho anh em server nhỉ, tí nữa test lại mà quên. Anh em server hôm qua đều mình mới test các bạn. Không được, thế này không được anh em, vô lý. Này, nu ra tôi nó phải quật luôn chứ anh em, một quật luôn chứ. Hoa một nó phải quật luôn anh em, nên là không ổn. Lại nào. Rồi, quẹ luôn, đấy, như này thì nó mới hợp lý các bạn. Đó, như này thì nó hợp lý rồi các bạn. Hợp lý luôn rồi anh em. Hợp lý rồi. Hai qua màn. Ui, ông này level 63 rồi anh em này. Tôi giờ mới chuẩn bị level 62 rồi anh em. Nãy con quên không đi vận chuyển các bạn. Buồn lắm, trời ơi. Cày bị mất tập trung miết các bạn. Ok. Nói chung điểm này chắc lưu dài là tốc cũng ổn rồi anh em. Tốc server này tán chắc ổn rồi. Tí vào chậm chắn bác top 1 phát qua nhỉ. Thằng nào sáng vừa mới nhường niên lại cho anh em. Từ vào phát coi anh em. Sáng vừa mới nhường niên lại server nên muốn nhường ấn nhường ấy lại cho anh em. Giờ thì vào test thử. Ôi kìa. Không được. Không được anh em, đánh lại. Đánh lại phát anh em. Ra trận nào. Rồi. Ok. Ấy. Quên lại chưa chặn Victory lại anh em. Không ổn rồi, sai rồi anh em. Cái đoạn này là phải ném cái khiên, ném phá khiên ra, lưu ra mới ulti các bạn. Cứ bị quên ạ. Lại. Hơi toang các bạn. Ở đây lại nữa. Ok, ra lại nào, tiếp tục. Ghép sắn thì có bộ trụ thần 3 dòng phần trăm là ngon anh em. Sau kiếm món crit nữa, tuyệt vời. À, còn đâu được, tay tôi quên nó nói cho anh em đi rồi không? Đồ hiến tế, đồ tế lễ nhá. Ghép đồ 3 dòng phần trăm là đồ tế lễ đấy anh em. Đó, lên món sắn, cứ lên dần là vừa. Sắp tới lên level 95 có đồ mang luôn anh em, cho xịn xòa. Rồi. Ok, ulti. Đấy, như này nó mới chuẩn này các bạn này. Ok, Victory cũng toang rồi. Quên con ra câu đội mình. Skull chứ anh em, skull đội mình toang rồi, thôi kệ anh em. Tiếp tục. Vẫn tiếp tục được mà. Ok.
Ok, hồi máu này. Hồi máu lại anh em, có gì đâu. Quà, ui giời, đến tận 43k. Ui giời ơi. Ăn được anh em, tem này ăn được. Cứ bích top 1 và pha nữa anh em, nhà tốt. Đấy, được cái hàng này nó khỏe cho đấy các bạn. Nhà được mấy hàng top 1 này. Đây, một quẹn, một đập, rồi bút hút phát, một kin. Ôi rồi đau thế win. Ok, tiếp tục nào. Qua rồi, ok, chắc tôi kể lúc đó đấy anh em nha, có gì đó tôi quay bạn coi. Ok, ok, nói chung thì phải đợi ngày mai thôi anh em. Ngày mai tiêu đĩa thì chắc lúc đấy chúng ta mới tính toán được nói chuyện tiếp được anh em. Chứ hiện tại thì giờ kiểu tiêu kim cương nó phí anh em đấy. Từ hôm qua giờ tôi tiêu kim cương nó cứ bị phí các bạn. Thế nên là thôi. Ok, 62 anh em nhá. Hôm nay đây là 62 thôi. Úp được một level ạ. Gặp ngày úp được. Đâu, 2 level chứ sáng một cái, giờ một cái nữa anh em. Không quét luôn đi, đằng nào thì là cũng có vượt map được đâu mà. Rồi, tạm hoán anh em. Rồi, ok, up cấp nào. Giờ thì đợi thân mật lên nữa thôi anh em, nó tranh thủ nuôi bét nó biết nữa anh em. Lại đẩy thêm một cái lên nữa là ok. Chúc cộng skin hào vàng lắm các bạn ạ. Rồi, nói chung tạm ổn anh em. 713k lực chiến vẫn từng top 2 anh em, ổn định. Vẫn tạm ổn. Ngày mai tiêu đĩa nó chắc lên. Ngày mai tiêu đĩa chắc có khi lên được cả 100-200k anh em. Ở vấn đề này ngày mai tính anh em. Bác top 1 thì tôi vừa đá thử rồi anh em, không ăn lại được các bạn ạ. Thật sự không ăn được. Khó nhai lắm. Ông mua đồ hôm rồi mua fashion hết rồi anh em. Ngày mai tôi bắt đầu mới tiêu mua đồ hôm, mua fashion anh em. Mà cũng chưa chắc là mua được, mai tiêu có 10k. Mà bây giờ tiêu có tính cẩn thận anh em, vì có 3 ngày thôi, mỗi ngày tiêu 10k. Mai chắc tạm thời mai mới mua đấy anh em, mua khóa đó. Ngày mai tạm thời mua khóa đó này, mua cho Luza một cái con này. Luza một cái 4k rồi, mỗi con này 1k nữa là 2k nữa là 6k rồi anh em. Có 4k lại đi mua, vẫn mua được 1-2 cái fashion anh em. Nói chung tôi tính toán vậy đi. Ok, ngày mai tính em, ngày mai xem có tiêu đĩa không, đã là nói chuyện được các bạn, sợ mai không có tiêu đĩa nữa chứ cũng phải không. Ok, nói chung thì thôi, chắc video hôm nay tôi xin phép thôi anh em đây nhé. Hẹn mọi người ở clip theo một video kênh Tự Tử Bá Đạo rất nhiều. Và rất mong anh em đã qua thì để kênh một like và một subscribe để ủng hộ cho đồ. Chuẩn bị 2k sắp cho anh em, chuẩn bị có Evan tặng ạc khủng đó. Anh em nhanh nhanh vào chờ chúng tôi nha. Ok, giờ thì...